Ok, welcome back anh chị quay trở lại với channel của mình. Mình là Johnny Thông đây, admin của kèo thơm ICO.com. Anh chị thế nào ạ? 1 tháng 3 vừa rồi anh chị thế nào? Và hôm nay là cái ngày tuyệt vời, một cái ngày mùng 1 tháng 4, là cái ngày mà mọi người nói rằng là cái ngày thông tin đưa ra không chính xác. Nhưng mà một tin vui với bạn là thông tin mùng 1 tháng 4 ngày hôm nay hoàn toàn chính xác. Và chính xác những gì các anh chị phải làm là hãy ngồi ở đây vài phút tiếp theo để các anh chị được cập nhật tin vui này nhé. Mùng 1 tháng 4 tin vui đầu tháng, đó là một tin vui giúp các anh chị kiếm được tiền. Đó là cái lời cam kết của tôi. Ok, nào, cái thông tin gì vui với các anh chị ngày hôm nay đây? Bởi tôi rất là yêu quý thời gian của bạn. Đó là lý do tại sao tôi nói các anh chị một vài gạch đầu dòng trước khi bạn có quyết định là xem video clip này tiếp theo hay không. Ok, anh chị đã thấy trong thời gian vừa qua, đặc biệt là 2017, hoặc là anh chị theo dõi cái channel của tôi thì thấy là tôi review rất nhiều những ICO công nghệ, những cái nền tảng tốt để anh chị kiếm được lời với cái tài khoản của mình. Và ngày hôm nay chính xác mất một thời gian rất dài để tôi tìm hiểu cái việc này. Và ngày hôm nay tôi mới công bố cho các bạn đây, đó là một cái dự án ICO rất tiềm năng, đó là Catching Coin. Thế thì điều gì mà các anh chị phải quan tâm trước khi anh chị có rời khỏi cái video màn hình này hay không? Đó là tôi báo các anh chị, nếu anh chị quan tâm ngày hôm nay thì x5 tài sản trong thời kỳ anh chị ICO luôn. Đó là thông tin rất vui đúng không nào? Bởi vì đây là cái nền tảng coin, nền tảng và coin của sàn. Chúng ta đã chứng kiến trong năm vừa qua là BNB, KuCoin, Huobi, Trade, .io và Bbox, những cái coin của sàn này rất là thành công. Và tiếp theo đó là Catching Coin với nền tảng hệ sinh thái về trade rất là hoàn thiện. Đó, x5 tài sản trong thời kỳ ICO và có sản phẩm để ứng dụng ngay rồi. Và quan trọng đây là coin nền tảng có chứng nhận pháp nhân rõ ràng, và quan trọng là mọi thứ rất là rõ ràng. Đấy, có vài cái lý do đó để gạch đầu dòng để giúp các anh chị là đặc biệt ngay lập tức có tiền. Các anh chị đáng để bỏ thêm vài phút tiếp theo nữa để nghe tôi nói tiếp theo không nào? Đây là cái gì chị là chi tiết nhất. Các anh chị đã quyết định nghe video clip rồi thì các anh chị nghe những gì chi tiết nhất. Và tôi sẽ nói các anh chị chi tiết nhất của cái nền tảng công nghệ Catching Coin này. Cái đầu tiên chúng ta nói đó là cái vấn đề về nền tảng công nghệ của cái Catching Coin này. Nào, quay trở về cái website catchingcoin.io nha. Và đây là ở dạng tiếng Anh. Tôi biết rằng là anh chị đọc về tiếng Anh thì tốt, nhưng mà nếu anh chị không đọc về tiếng Anh thì đơn giản thôi, anh chị trò chuột vào màn hình và translate nó qua tiếng Việt, và để các anh chị có thể theo dõi nó một cách dễ dàng hơn tiếng Việt các anh chị nhé. Bởi như vậy thì các anh chị có thể theo dõi cái lời của tôi nó nhịp nhàng hơn. Còn các anh chị không thích thì anh chị có thể chuyển nguyên bản original của nó là tiếng Anh. Rồi, cái ai này, ICO này là đang trong thời gian re-ICO. Các anh chị biết là chu kỳ của một cái dự án đó là chuẩn bị, sau đó là bán kính, rồi re-ICO, rồi sau đó là ICO chính, và sau đó là gì ạ? Là tăng trưởng, rồi phát triển, sau đó là hạ nhiệt, rồi hạ màn. Đó là cái chu kỳ của bất kỳ một cái đồng nào hoặc cái mô hình tài chính nào. Thì cái Catching Coin này chính là cái hệ sinh thái đầu tư hoàn thiện nhất mà tôi từng biết và tìm hiểu trong một tháng qua. Tôi sẽ nói các anh chị lý do tại sao cái nền tảng của nó. Anh chị thấy là cái Catching Coin này á, thì anh chị biết là cái việc mà của nó, cái tên của nó viết tắt là KAC, là viết tắt của Catching Coin. Và nó dựa trên cái hợp đồng thông minh smart contract trên nền tảng gì ạ? Là ERC20. ERC20 nha. Đó. Và có một cái thông tin mà các anh chị thấy là ERC20 để chúng ta có thể được hỗ trợ và chuyển về cái nền tảng gì ạ? Là My Ether Wallet. Rồi. Đầu tiên thì chúng ta mới nói về nền tảng của nó là ứng dụng cái nền tảng về ERC20. Đó là cái công nghệ, và khi anh chị biết là ERC20 rồi là bảo chứng cho cái việc đầu tư rất là an toàn. Bởi vì rất nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng vào cái nền tảng về cái công nghệ ERC20. Ok. Nào, chúng ta sẽ xem cái nội dung tiếp theo. Cái nội dung tiếp theo mà tôi muốn nói với các anh chị là cái cộng đồng hiện nay cái này đã hút được cái lượng đầu tư lớn hay chưa? Thì đây là một cái điểm mà tôi muốn thú thật với các nhà đầu tư là hiện nay cái thời gian chuẩn bị của họ, anh chị coi cái roadmap sẽ biết. Cái roadmap của họ anh chị thấy này, tôi mở cái website cho các anh chị coi cái roadmap. Đó là anh chị thấy cái việc nó đi là 2015 nó đã thai nghén cái dự án này rồi, và nó tạo ra một cái hệ thống mà copy trading, tức là copy cái việc mà trade trên cho những cái trader mà chuyên nghiệp mà thực hiện, sau đó anh chị chỉ cần copy vào thôi, theo thôi, gọi chúng tôi gọi là follow the expert, tức là theo chuyên gia đó. Thì các anh chị thấy là
Hiện nay nó đã chuẩn bị một thời gian rất dài, sau đó nó bán kính, tức là bán cho những người mà có lượng ETH nhiều thôi, lượng ETH rất là nhiều. Và cái nào gọi là bán cho những người gọi là bán sỉ đó các anh chị. Bán sỉ có nghĩa là bán cho số lượng lớn cho cái người có lượng Bitcoin và Ethereum lớn. Sau đó thời gian này thì nó không có tung thông tin ra thị trường, bán kính mà. Thì sau đó đến cái thời kỳ bây giờ gọi là gì ạ? Là pre-ICO. Thì anh chị mới thấy là ngày hôm qua thì cái thông tin của Catching Coin mới xuất hiện ở trên Bitcoin Talk và xuất hiện ở trên những cái phương tiện truyền thông quốc tế khác, và tôi sẽ có dịp đưa cho các anh chị coi cái thông tin đây. Ok. Và chúng ta sẽ coi là cộng đồng hiện nay nhà đầu tư thì báo với các anh chị ấy, là chỉ Việt Nam mới có vài trăm nhà đầu tư thôi. Và hiện nay bởi vài trăm nhà đầu tư đó là những nhà đầu tư lớn và họ đã mua được private sale, và quan trọng là những người mua số lượng lớn. Còn bây giờ nó muốn hút một lượng cộng đồng public, tức là sao ạ? Nó phải ra công chúng, nó xuất hiện thông tin ở đại chúng ở nhiều nơi để hút được nhiều khách hàng hơn, nhà đầu tư hơn. Và anh chị thấy là tôi có dịp nói chuyện và làm việc với đội ngũ marketing của bên Catching Coin. Đó là cái đội ngũ marketing chuyên nghiệp đến từ đảo Ship. Đảo Ship các anh chị đại diện cho họ ở PR toàn cầu. Và sắp tới các anh chị thấy là họ đã tung rất rất nhiều thông tin ở lên một số kênh phương tiện truyền thông quốc tế. Và trong tuần tiếp theo tôi báo các anh chị là nó sẽ phủ đầy cái thông tin trên mạng. Còn ngày hôm qua nó mới bắt đầu đưa thông tin lên, và hầu như bây giờ thông tin của Catching Coin hiện nay là rất rất ít. Chỉ một ít tôi cho các anh chị coi là ở trên Bitcoin Talk. Đây tôi mở Bitcoin Talk các anh chị coi. Bitcoin Talk các anh chị nha, thì đã có số lượng nhưng mà mới chỉ khoảng 100 người coi thông tin này thôi. Mới chỉ 100 người, 102 người. Và khoảng review khoảng 1 trang. Đó, cái thông tin về Catching Coin. Anh chị thấy đúng. Và trên này đã public thông tin đầy đủ các phương tiện truyền thông Instagram, Google Plus, Medium hay Tumblr hay là Pinterest. Đó, rất nhiều thông tin. Đó. Thì các anh chị thấy là tôi đã nói với các anh chị về cái cộng đồng hiện nay là nhà đầu tư chưa được nhiều. Và nó đang hút nhà đầu tư cộng đồng lớn. Còn lại thì những nhà đầu tư mà mua số lượng lớn là đã xong rồi các anh chị nhé. Và đến tiếp theo là chúng ta bắt đầu tra về cái việc là chính thống hay không. Năm 2017 vừa qua anh chị đã bị sốc mặt. Tức là SM rất nhiều cái coin về lending, rất nhiều coin về MOM, và không có hệ sinh thái nền tảng mà chỉ là một game tài chính thôi để huy động vốn thôi. Và huy động vốn xong scam chạy mất. Thì năm 2018 này những cái coin như vậy không làm được nữa. Mà những cái đồng coin, đồng token mà có rõ ràng về pháp lý, có đăng ký đàng hoàng và có chủ coin ra mặt đàng hoàng. Thì khi mà tôi check cái công ty có tên là Catching Coin, và anh chị thấy cái đường link của nó để tôi check đó là anh chị có thể lên website có tên là communitycheck.co.uk. Thì chúng ta đánh ra cái công ty có tên là Catching này này. Đó, anh chị thấy. Thì đây, anh chị thấy là khi mà tôi check thông tin ở trên Communitycheck thì tôi thấy là Catching Coin Global Fintech này, anh chị thấy ha, thông tin đầy đủ và đăng ký tại Anh Quốc. Và đây là cái mã số công ty đàng hoàng các anh chị nhé. Và đăng ký là vào tháng 12 2017. Thông tin công ty đăng ký ấy. Và cái mã số công ty là 11095157. Và cái trụ sở công ty là đặt tại cái phố có tên là phố Paddington, tức là 15 Paddington Green, London, UK, tức là ở bên Anh Quốc các anh chị nhé. Và tình trạng công ty đang hoạt động. Công ty đang hoạt động đàng hoàng. Và cái thông tin mọi thứ ở trên này public để check về thông tin về công ty. Cho nên công ty đã rõ ràng trong việc về việc phát hành cái hệ sinh thái cũng như là nền tảng công ty về trading trên nền tảng Forex, Coin và nhiều nền tảng khác. Cho nên cái mục thứ ba mà tôi muốn báo anh chị là có đăng ký giấy phép hay không thì câu trả lời là hoàn toàn chính xác. Ok. Đến mục thứ tư mà tôi muốn đánh giá cái việc này cho cộng đồng hiểu, đó là cái dev team, tức là đội ngũ phát triển develop team của nó có xuất hiện và có số má và ngon hay không. Thì câu trả lời là chúng ta sẽ tìm hiểu trên này, chúng ta sẽ biết. Chúng ta sẽ vào trong cái team này. Ở trên này anh chị public hết. Tôi đã từng được gặp mặt, làm việc và nói chuyện với CEO của cái Catching Coin này, đó là Stefan Roth. Stefan Roth này rất là dễ thương và ông ta am hiểu cái lĩnh vực Forex rất nhiều năm. Và bây giờ chuyển qua lĩnh vực về coin, về thị trường coin hấp dẫn ông và ông chuyển qua làm lĩnh vực này. Trong khi một cái người có tên là Simon Mark là rất rành về việc gì ạ? Về expert, về việc social trading, tức là mạng xã hội đầu tư. Thì cũng là co-founder của Catching Coin này. Và Derek
Tức là ông ta chuyên về chuyên gia tài chính fintech trong nhiều năm, cũng là co-founder. Và một cái người cũng như vậy đó là Tashin. Trong khi đó cái người mà chuyên về lập sàn, cốt sàn và liên quan đến về sàn đó là Kevin, thì rất sành điệu trong việc, rất chuyên nghiệp trong việc broker. À, và phần còn lại là những cái nhân vật khác là liên quan đến nhân sự và kỹ thuật IT. À, James Thái và Tùng Phan là cái người Việt Nam hỗ trợ công ty này trong việc về nhân sự, bởi làm việc với nhân sự quốc tế rất là nhiều. Đó, các anh chị thấy dev team là hầu như ra mặt profile. Và anh chị thấy này, muốn kiểm tra mấy ông này này thì anh chị lên Facebook, LinkedIn của họ. Anh chị thấy ha, ví dụ tôi tích vào cái người CEO của công ty, tôi tích vào CEO là Stefan Roth. Đây, tôi tích vào đây. Thì tôi kiểm tra ông này ở trên này, tôi thấy chính chủ ông ta để là CEO của Catching Coin là đúng. Đó. Và ông mới post đây lịch sử ông hoạt động là 1 giờ trước. Và ông đến từ là South Africa, tức là ông quê gốc từ Đức nhưng mà đẻ và sinh sống là tại South Africa, nhưng mà làm việc có duyên với châu Á, đặc biệt là Hồng Kông, Shanghai và Singapore. Đó. Thì đây là cái lịch sử ông ta hoạt động liên tục trên này, và đây là tại cái tài khoản thực. Cái tài khoản thực các anh chị nha. Anh chị theo dòng lịch sử, anh chị check được cái lịch sử hoạt động của ông, chứ không phải là một cái tay nào đó mà vô danh tiểu, hay là không có cái thông tin gì mà tự nhiên đưa thông tin ra mở huy động vốn, không phải. Quan trọng là gì ạ? Anh chị thấy là ông này là có thực. Và chúng tôi đã gặp, đây là hình ảnh chúng tôi đã gặp ông tại khách sạn New World Hotel vào ngày 27 tháng 3 vừa rồi. Và tôi có dịp được nghe ông nói về dự án này, và tôi rất ấn tượng về cái phong cách làm việc của ông, cũng như cái hệ sinh thái mà ông đang xây dựng cái nền tảng này. Đó là cái hệ thống mà tôi muốn nói các anh chị. Đó là cái điều mà Dev Team tôi muốn giới thiệu riêng về con người đặc biệt này, Stefan Roth. Đó, để anh chị biết lịch sử những người này đều là expert trong một lĩnh vực nào đó, đặc biệt là lĩnh vực về trading, về forex, về chứng khoán, về lĩnh vực trading đầu tư nói chung. Đó, thì cái mục thứ tư là anh chị thấy là rất là rõ ràng đúng không? Rồi, chúng ta qua cái mục thứ năm là dự án này các truyền thông quốc tế nó đã review và đánh giá như thế nào. Thì báo các anh chị biết là cái thông tin mới được public ra, và khi chúng tôi kiểm tra nó ở trên Medium, tức là cái mạng về membership, về thông tin về đối thoại với chủ coi á, thì anh chị thấy thông tin trên này thì mới public một bài viết duy nhất thôi, đó ngày 19 tháng 3. Đây là lịch duy nhất một bài ở trên này của cái người truyền thông công ty Medium, là kênh rất tốt về đối thoại với nhà đầu tư các anh chị. Và khi tôi tìm kiếm thông tin ở trên ICO Holder thì Catching Coin đã được list ở trên này. Tuy nhiên thì mới được list lên. Và quan trọng là ICO Holder này hiện nay nó đánh giá cái Catching Coin này là bao nhiêu điểm. Thì câu trả lời là để tôi xem. Hiện nay ở ICO Holder thì hiện nay chưa đánh giá cái ICO này, nhưng mà chúng ta có thể kiểm tra được thông tin đầy đủ trên này về roadmap, ở bao công ty hoạt động, rồi team và tất cả những thông tin ở đây. Ok. Đó. Còn một cái thông tin thú vị là nó đã lên ở đâu? ICO Band rồi các anh chị. Và trên ICO Band một điều tuyệt vời là nó được đánh giá là 4.1 điểm. Đây, trên ICO Band thì Catching Coin được đánh giá là 4.1. Tức là trên hệ số 4 là khá là tiềm năng rồi, và đáng để các anh chị nghiêm túc nghiên cứu và đầu tư. Thông tin ICO Holder và thông tin trên đâu, track ICO là 4.4 điểm. 4.4 các anh chị nha. Các anh chị kiểm tra thông tin rõ ở trên này để các anh chị biết. Và ICO Band nữa, ICO Band được 4.1, khá là điểm, cũng khá là ok. Chứng tỏ nó cũng được cộng đồng đánh giá quốc tế là khá ok, chứ không phải là điểm quá tệ các anh chị. Không phải là điểm 3 chấm hay là 2 chấm. Cho nên các anh chị thấy là cũng được truyền thông quốc tế ủng hộ các anh chị nhé. Rồi, thông tin trên Bitcoin Talk các anh chị biết rồi, GitHub, rồi Medium. Và quan trọng là đó là truyền thông quốc tế. Thì thực ra thì truyền thông như vậy tôi đánh giá cũng chưa đủ mạnh, bởi vì tôi cũng thông cảm cho họ, bởi vì họ mới public thông tin vài ngày gần đây. Tôi cá là sau một tuần qua đi, hai tuần qua đi, nhiều người biết thông qua chương trình Bounty và Airdrop và review của lượng cộng đồng của Việt Nam và quốc tế, thì rất nhiều nhà đầu tư cá nhân sẽ bắt đầu quan tâm dự án này và nhảy vào đầu tư. Còn thời điểm anh chị này là đang nghe những thông tin đầu tiên, có nghĩa là cơ hội các anh chị sở hữu những cái lượng coin đầu tiên này giá rẻ các anh chị nhá. Đó là thông tin các anh chị có thể giúp các anh chị kiếm được tiền, hoặc là anh chị có thể tạo được cái lợi giá về giá rất là giá hời. Và cái mục thứ 6 tôi muốn báo các anh chị rằng công ty này sản phẩm đã có chưa?
hay là mới huy động dự án xong bắt đầu mới làm dự án để mà chạy, thì tôi thấy rằng mất cả năm để làm dự án. Và báo anh chị một tin rất vui, đó là công ty này có sản phẩm rồi. Đây, bản thân tôi cho, không phải tôi nói, tôi muốn anh chị lên trên cái trang CEO, cái trang của CEO công ty. Đây, Steven Roth, anh chị sẽ thấy ông ta cập nhật về cái sản phẩm ông ta bên công ty tạo ra. Đây, anh chị thấy cái sản phẩm công ty tạo ra đó là cái mạng xã hội về copy trading. Để tôi nói một chút xíu để anh chị hiểu copy trading là gì. Tức là có những cái chuyên gia người ta trade forex, trade crypto. Đây, ví dụ như cái công ty có tên là SMFX này, thì lời một tháng là 178%, Happy Forex thì 23%, Catchy Fund là 45%. À, thấy không? Thì anh chị thấy là đây là những cái chuyên gia trên cái mạng này. Thì nhiệm vụ copy của anh chị có nghĩa là anh chị mở tài khoản trên này, sau đó mua ICO xong, nạp nó lên ở trên cái gì ạ, cái Catching Global này. Anh chị sẽ có giá đổi là 1 đô. Anh chị mua bây giờ là 0,2, và lập tức anh chị x5 tài sản rồi, đúng không nào? Đó là cái bài toán lợi giá của những người nghe thông tin trước là như vậy. Cho nên tôi nói các anh chị rồi, đừng rời khỏi màn hình trong vòng vài phút tiếp theo, bởi những thông tin tiếp theo tôi công bố giúp các anh chị lại kiếm được nhiều tiền nữa đây. Đó. Và CEO đã báo là sản phẩm đã được tạo và đã test trong tháng 3 vừa qua và chạy rất ổn định và có lợi nhuận rất tốt. Đó là cơ hội để các nhà đầu tư có thể là sau khi mua ICO xong là có sản phẩm để đầu tư ngay, thay vì phải chờ đợi để list lên sàn và bán như bất kỳ ICO nào khác. Thì anh chị thấy đó là cái lợi thế điểm mạnh của công ty mà tôi đánh giá được. À, ok nha. Điều thứ 7 là theo các trang thông tin thì tính ứng dụng như thế nào về cái ý tưởng này. Thì báo với các anh chị một tin vui là tất cả những cái trang đánh giá, và quan trọng là cái đồng Catching Coin này được ứng dụng một cách rất là triệt để và thực tế. Bằng chứng là nó được trao đổi trong việc trading forex, vàng, dầu, các quyền chọn CFD, hoặc lĩnh vực về betting online là lĩnh vực cá cược online, lĩnh vực về giáo dục, lĩnh vực nghiên cứu R&D, lĩnh vực lab, lĩnh vực về AI, trí tuệ nhân tạo, artificial intelligence. À, cho nên tính được thế là không có phải mơ mộng mà ứng dụng rất cao. Rồi, thế thì bây giờ tôi đã nhờ anh chị đã nghe khoảng 5 đến 7 phút rồi. Thế thì câu chuyện là anh chị rất mơ hồ. Bây giờ tôi tóm lại các anh chị thế này. Tại sao các anh chị làm đứng tư cách là nhà đầu tư thì anh chị thấy đồng coin này tại sao nó tăng giá? Bởi vì anh chị là nhà đầu tư, anh chị quan tâm nó có tăng giá hay không, đúng không? Đó là điều bất kỳ nhà đầu tư nào cũng quan tâm. Vậy thì câu trả lời như sau. Thứ nhất, lượng token của cái coin này á, anh chị không thấy quá lớn, nó không phải là vàng tỷ giống như crypto, mà nó chỉ là 247 triệu mà thôi. Một lượng token cũng khá là vừa đủ và hợp lý. Cái thứ hai là anh chị phải biết là cái lượng phân phối ra thị trường khoảng chiếm 30-40% thôi, còn lại là chủ người ta giữ, hoặc là cái lượng mà nhà đầu tư, cổ đông, shareholder người ta giữ để kiểm soát cái việc giá cả của công coin. Cái nội dung thứ ba là coin này là coin sàn, phát triển ứng dụng rất là mạnh, hệ sinh thái toàn diện rất mạnh, cho nên nó trong tương lai người ta nhu cầu rất là cao để dùng nó. Thứ tư là hệ sinh thái có sẵn rồi, x5 tài sản khi mà anh chị mua 0,2, và cơ hội về tăng giá rất là cao trong tương lai. Đó. Cái mục thứ năm là quan trọng là anh chị thấy không? Công ty có một cái mảng giáo dục và tổ chức sự kiện ở khắp mọi nơi châu Á, và tôi cho các anh chị coi cái sự kiện sắp tới của họ, đó là cái sự kiện tôi báo các anh chị mà sự kiện mà tại Thái Lan rất là tuyệt vời, mà công ty chính là cái đơn vị tổ chức cũng như là đơn vị tài trợ chính của chương trình này. Anh chị có thể coi cái website đó có tên là tokenomx.com. Đây, anh chị thấy CEO của Catching Coin là cái speaker nói chuyện trong cái chương trình này. Anh chị thấy nha, đưa xuống. Anh chị thấy đây này. Đây. Đây là ông Stephen Roth. Tôi cho anh chị coi Stephen Roth là ông này. Đây. Stephen Roth, CEO của Catching Coin, sẽ là cái người nói chuyện trong cái chương trình về blockchain summit này. Cái chương trình về token này tại Thái Lan vào Chiang Mai vào tháng 4 tới. Và cái vé của nó là gần 1.000 vé VIP các anh chị nha, không phải rẻ. Và quan trọng là Catching Coin đơn vị tài trợ và tổ chức của chương trình này rất là tuyệt vời. Và khi mà tổ chức chương trình này xong, và sắp tới cái sự kiện này sẽ đi xuyên rất nhiều quốc gia như là South Africa, India, Hong Kong, rồi Hàn Quốc và Nhật Bản, rất là nhiều nơi. Cho nên các anh chị thấy cái mức độ uy tín và phủ rộng của cái đồng này trong tương lai rất là tốt và ok. Bởi vì công ty đã làm online và offline kết hợp rất tốt. Điều đó nói lên một điều rằng là công ty có đầu tư đàng hoàng bài bản. Và
Chính vì điều đó, nếu anh chị không mua bây giờ và sở hữu bây giờ thì có thể trong tương lai nó được promote, nó được PR nhiều nơi thị trường, người ta sẽ mua hết cái đồng này giá rẻ, thì anh chị sẽ mất cái quyền lợi mua cái coin này giá rẻ các anh chị nhá. Và cái mục thứ 9 mà tôi muốn nói các anh chị là nhà đầu tư, tại sao nhà đầu tư nên sở hữu token này? Bởi đơn giản thôi, giá bây giờ đang rẻ. Mà cái gì giá rẻ là các anh chị có lợi về giá. Sau khi mua xong các anh chị trading copy này thứ này mọi kia là anh chị có là x5 rồi. Cho nên đó là cái lợi thế. Cái thứ hai là dự án này dài hạn đến tận 2022, rất nhiều hệ sinh thái ra đời và ứng dụng thực tế cao. Cho nên là anh chị đầu tư ngắn hạn cũng tốt, lướt sóng cũng tốt, mà anh chị đầu tư hold dài hạn cũng tốt. Cho nên là anh chị có thể phân bổ vốn hợp lý cho việc này. Vậy thì nói đi nói lại thì dự án cũng có luôn luôn là có ưu và nhược. Thế thì bây giờ tóm lại một số cái điểm ưu và nhược để các anh chị có thể là hoàn thiện dự án này, để các anh chị thấy có đáng để đầu tư không nhé. Hãy nhớ rằng quan điểm thông tin của tôi chỉ là cái tham chiếu cho các anh chị để các anh chị ra quyết định đầu tư thôi. Tôi không dụ dỗ các anh chị, lôi kéo các anh chị vào cái con đường mà MLM hay là làm việc về liên quan đến mà lending như 2017. Tôi không nói điều đó. Tôi nói đây là cái coin nền tảng về có giá trị về việc trading và đầu tư dài hạn. Đấy, ưu của nó là hệ sinh thái hoàn thiện, có giấy phép rõ ràng, văn phòng rõ ràng. Admin làm việc với chủ coin rồi, tôi là admin của Kèo Thơm ICO, tôi đã làm việc, tôi đàm phán và tôi nói chuyện và tham quan văn phòng với chủ coin, tôi thấy mọi thứ rất là uy tín và ok. Có sẵn sản phẩm luôn rồi, không phải chờ viết sản phẩm nữa. Dev team là develop team là có kinh nghiệm đàng hoàng. Chục năm trên thị trường, 20 năm trên thị trường. Và đây là coin sàn giống như BNB hoặc là Huobi, KuCoin các anh chị nhá, không phải là coin lending hay là coin staking gì đâu. Và coin này là coin nền tảng không MLM. Và cái chiến lược của họ đó là copy trading rất là hay, họ thu hút được 100 nhà đầu tư, 100 nhà trader rất là xanh sỏi và chuyên gia để tạo ra cái mức độ tăng trưởng về tài khoản của bạn. Và anh chị chỉ cần là lên copy trading và dùng cái hệ thanh toán bằng cash in coin thôi. Đó là cái chiến lược cạnh tranh rất là tốt của là Cashin Coin này. Và công ty đầu tư giáo dục tốt, tổ chức blockchain submit khắp mọi nơi. Thông qua đó giáo dục một lượng nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường này. Cho nên cái nhu cầu trong tương lai của Cashin Coin sẽ có và đồng này sẽ tăng giá. Và quan trọng là nhà đầu tư mà muốn đầu tư dài hạn thì có tiền IP để các anh chị có thể chăm sóc khách hàng, làm việc lâu dài và cộng tác với Cashin Coin lâu dài. Chứ không phải là xong ICO là dừng lại. Đó là cái điều điểm nhấn mà tôi báo các anh chị. Chính vì nó không phát triển cái mô hình theo kiểu đa cấp, theo kiểu lending, theo kiểu MOM, mà nó phát cho các anh chị là tiền IB, là tiền viết tắt cái từ có tên là introducing broker, tức là nó trả tiền cho việc giới thiệu affiliate cho bạn và dài hạn. Lúc nào khách hàng còn đầu tư thì bạn có tiền và thông qua đây nó tạo ra nguồn thu nhập thụ động rất tốt cho các anh chị. Đó là cái điều mà tôi yêu thích báo các anh chị một tin thế này. 2017 vừa qua tôi rất mệt mỏi, tôi tâm sự các anh chị, tôi muốn kể câu chuyện cho bạn. Tôi review cả 50 ICO. Nhưng mà tôi thấy một điều rằng cứ một tuần, hai tuần qua đi, tôi lại phải làm cái mới. Và tôi cảm giác tìm kiếm thông tin mà oải cái đầu các anh chị. Tôi quá mệt mỏi, nhiều lúc tôi muốn bỏ. Nhưng mà động lực để tôi tiếp tục đó là tôi thấy những cái ICO tốt và tôi không thể là ngồi in mà không review cho cộng đồng được. Nhưng mà tôi thấy 2018 mọi thứ nó phải khác. Đó là tôi chọn những dự án đi dài hạn, những dự án nền tảng tốt để tôi theo nó, tôi làm nó lâu dài và có thể là cộng tác với nó lâu dài, chứ không phải là một tuần một dự án hay là một tháng 4 dự án hay là một năm 50 dự án đâu các anh chị. Quá mệt mỏi. Đó là cái tâm sự của tôi nhỏ trong 2018 này. Vậy thì nhà đầu tư không cần kiến thức quá nhiều về cái kiến thức tài chính, vẫn có thể đầu tư là cái mạng Cashin Coin này. Đó. Và quan trọng là công ty minh bạch, không giam vốn và liên kết các ngân hàng để các anh chị có thể thanh khoản với ngân hàng ngay. Điều này không thể có được với những cái ICO bình thường bởi họ không liên kết ngân hàng. Hệ thống tài chính của họ không minh bạch. Và quan trọng là các anh chị mà đổ tiền vào, anh chị phải mất cả nửa năm, một năm để anh chị rút vốn ra. Còn cái này là không giam vốn, anh chị rút lúc nào, bất kỳ lúc nào, vô điều kiện. Hãy nhớ điều đó, vô điều kiện để rút ra. Nhưng mà nhược của nó cũng có các anh chị. Tức là cái điểm mà nó chưa được ok mà tôi cũng nói khách quan cho các anh chị biết. Đó là bởi vì nó bán kín nội bộ, cho nên nó không truyền thông mặn ở trên online, mặn ở cái việc vòng nội bộ này. Bây giờ public sale nó mới public thông tin ra. Nhưng đó là cái điểm mà tôi lại nghĩ rằng nó mới đầu nó chưa có PR mặn, cũng là nó tiết kiệm về chi phí marketing. Nhưng mà điều đó cũng làm cho việc là nhiều người chưa biết tới. Nhưng có thể là cái mối quan hệ của coin này rất tốt, cho nên là hút một cái lượng private sale rất là ok. Và bây giờ là bán public sale re-ICO rồi. Nhưng rồi cái lượng mà traffic nước ngoài của cái này thì cũng chưa đủ mặn. Chủ yếu đến từ Việt Nam first,
và cộng đồng Đông Nam Á và này kia thôi. Cộng đồng châu Âu và Mỹ chưa nhảy vào mua. Có thể là luật mua ở Mỹ có vẻ gặp khó khăn, hoặc là cộng đồng Trung Quốc chưa có tiếp cận tới. Rồi, và cái nhược đó là bởi vì không trả theo mô hình MLM, cho nên là sẽ không hút được người làm network và đa cấp bảo hiểm người ta vào làm. Đó cũng là điểm yếu và cũng là điểm mạnh. Nhưng mà bù lại thì họ không có trả MLM nhưng mà lại có tiền IB. Vậy là tôi thấy cũng hài lòng rồi, đúng có nhiều nào. Và tôi đã từng làm IB về Forex. Báo anh chị, có những thời điểm IB Forex tôi lên 50-60 ngàn đô một tháng. Với cái này tôi hút được vài ngàn nhà đầu tư. Thì tôi báo anh chị là tiền IB, báo anh chị là sống cả đời. Tiền IB là cái khoản tiền mà cái tri ân của sàn nó cho anh chị mà rất tốt. Và cái người mà có tầm nhìn dài hạn là quan tâm về IB chứ không phải là trả thường theo mô hình MLM. Cái đó không quan trọng lắm. IB mới quan trọng, IB dài hạn các anh chị. À, còn IB là gì? Search trên Google sẽ biết tiền IB trong lĩnh vực về đầu tư là gì anh chị nhé. Nó không phải là affiliate, nó không phải là MLM, nó là IB, nó là introducing broker. Tức là các anh chị đưa mối một khách hàng tới một cái tiệm phở đó cho bạn ăn với giá khuyến mại, à, đó là IB. Đơn giản vậy thôi, bạn đưa khách hàng tới là IB. À, vậy thì cuối cùng tóm lại là bạn có nên đầu tư hay không? Thì câu trả lời với tôi là bất kỳ dự án nào, cho dù có tốt cái nào cũng không tất tay bỏ cả cái nhà vô. Nếu tôi biết dự án này thắng 100 lần, tại sao tôi không bán căn nhà ở nhà tôi bỏ vô hết một căn nhà? Tôi bỏ nguyên 5 căn nhà, hoặc tôi bán hết tài sản tôi bỏ vô. Nếu tôi biết rằng nó luôn nhân 100 hay là 200 lần. Luôn luôn trong đầu tư phải quản trị vốn và quản trị rủi ro. Bỏ một ít tiền nhàn rỗi thôi, có nhiều lúc có thể mất. Nhưng điều quan trọng là anh chị hạn chế cái mức xác suất rủi ro thấp nhất. Anh chị thấy năm qua BNB, Bybox, Huobi, KuCoin, Trade.io rất là thành công cho việc coi sàn đúng không nào? Đừng bỏ qua cơ hội coi sàn trong 2018 này. Và mọi đầu tư phải quản lý rủi ro. Và tôi không dụ dỗ lôi kéo anh chị đầu tư. Mọi vấn đề chỉ là tham chiếu. Tuy nhiên tôi review để các anh chị có kinh nghiệm, có góc nhìn để thấy có đáng để đầu tư đồng này, có quan tâm đồng này hay không, để các anh chị nghiên cứu trong cái việc đầu tư. Nhưng đừng bao giờ bỏ cơ hội mua giá tốt hiện nay, bởi vì nhân năm tài sản là báo các anh chị trong tầm tay. Và cái sản phẩm đã có sẵn để làm điều này rồi. Tức là mua ICO xong, thay vì chờ list lên sàn để bán giống như các ICO khác, anh chị ngay lập tức copy trading và kiếm được tiền ngay. Anh chị có thể chọn bất kỳ chuyên gia nào để theo họ 178%, 100%, 50, 45, 30, tùy các anh chị. It's up to you, tùy các anh chị nhé. Rồi, thì một số hình ảnh mà tôi làm việc chụp hình highlight là phỏng vấn vài ngày tới tôi sẽ phỏng vấn live stream với CEO, tức là Stephen Roth. Còn bây giờ là đây là một số hình ảnh mà tôi làm việc với ông ở trên, tôi có chụp trên Facebook của tôi rồi. Đây. Đây là cái trường Crypto Summit mà cộng đồng CCI chúng tôi có dịp được nói chuyện vào tháng 4. Và quan trọng là ông Stephen Roth này chúng tôi đã gặp và đã làm việc. Và đã làm việc rất rất là lâu. Và tôi có hỏi ông ta rất nhiều điều. Và mới đầu ông ta rất là khó chịu. Nhưng mà sau đó mới hiểu là tất cả những điều đó mục đích cuối cùng là làm cho nhà đầu tư Việt Nam có đủ thông tin để ra quyết định đầu tư. Cho nên họ có thể ghét tôi cũng được, nhưng quan trọng là tiền các anh chị không bị mất, ít rủi ro. Mới đầu ông ta ghét tôi lắm, bởi vì tôi hỏi rất nhiều. Tôi là người rất khó tính, tôi như kiểu super soi ấy. Tôi giống như cái người mà kính hiển vi soi ấy các anh chị. Ông ta rất là khó chịu. Nhưng mà cái khó chịu đó mới đầu chuyển từ cái khó chịu thành cái người gì ạ? Gọi là hiểu được tại sao tôi phải làm như vậy. Đây là cái hình mà tôi chụp làm việc với ông ở khách sạn New World Hotel. Và vài ngày tới tôi sẽ review ông bằng live stream ở trên Facebook và YouTube, hãy đón giờ nhé. Và ông ta mời tôi qua văn phòng ông ta là ở Singapore và bên Shanghai, Hong Kong và sắp tới là bên UK để tham quan văn phòng cơ sở của ông ta, nơi đặt giấy phép trụ sở tại UK ở bên Anh Quốc. Anh chị có thể check cái mã active của công ty tại Anh Quốc nhé. Ok, đó là cái điều mà tôi muốn báo với các anh chị. Rồi, cuối cùng, làm gì thì làm, cái này quan trọng nhất này. Hôm nay còn giá 0.2, ngày mai nó bán hết 10 triệu. Thì anh chị không còn mua hàng 0.2, nó lên 0.3, 0.4. Vậy thì anh chị tự nhiên mua đắt mất 2 lần. Người đầu tư không bao giờ dạ như vậy. Thấy đủ thông tin, ra quyết định. Hôm nay còn 0.2, x5 tài sản ngày mai. Bởi vì các anh chị ngày mai có thể copy trading được ngay mà. Đó là cái nói, điều tôi nói với các anh chị. Nhưng mà tiền trong túi các anh chị vui lòng quyết định gì, tự chịu trách nhiệm. À, chứ không phải là nói ông thông cho đi thông dụ dỗ lôi kéo nha. Tôi không nói điều đó bao giờ cả. Tôi luôn nói là tôi là bức tham chiếu, là cái bức tranh để các anh chị ra quyết định đầu tư thôi. À, nhưng nếu đủ thông tin để ra quyết định đầu tư rồi thì trước sau gì cũng đầu tư, thì đầu tư sớm tốt hơn. Trước sau gì cũng làm thì làm ngay bây giờ ok hơn. Và trước sau gì làm với đội nào thì làm với tôi vui hơn.
tôi có đội ngũ support. Quan trọng là tôi được nhiều thông tin đánh giá cho các anh chị và cập nhật liên tục về cái dự án này. Và nhớ, anh chị là người có tâm nên ủng hộ cái người đánh giá review để làm động lực cho tiếp tục ra video và cho các anh chị thông tin mới. Bởi những thông tin này không phải thông tin rác mà thông tin giúp anh chị có tiền. Hãy nhớ có tiền, x năm tài sản, quan trọng là coi sàn. Cho nên làm gì thì làm, hãy ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Còn nếu các anh chị mà cảm giác mà đầu tư được nhiều tiền quá, sau đó các anh chị cảm ơn và chuyển vào ví ETH của tôi, Bitcoin, thì không sao. Ví và Bitcoin ETH của tôi vứt để dưới link. Anh chị muốn chuyển ủng hộ tôi bao nhiêu tùy các anh chị. Anh chị thắng 10 bit hay 100 bit mà cho tôi 0,1 bit thì tôi cảm ơn. Ok, cảm ơn các anh chị nhé. Rồi, và đây là những cái thông tin mà tôi báo các anh chị nên biết thông tin tìm hiểu thêm. Đó là lên cái website của Steel để cập nhật thông tin mới nhất về cái lịch sử, về cái sự kiện mà ông ta làm ở khắp mọi nơi. Và đây là các chuyên gia đầu tư của mạng xã hội này. Và quan trọng là tôi cùng với ông sẽ lưu hành cái chiến lưu diễn tại Thái Lan, sau đó là Ấn Độ, rồi South Africa, rồi South Korea, rồi Hong Kong, Bangkok và Japan. Thì đây là những cái thông tin mà tôi muốn nói về dự án này với các anh chị. Hãy nhớ tiền trong túi các anh chị hãy tự quyết định. Nhưng đây là dự án trong 50 dự án tôi đã review và tôi thấy rằng nó đáng đồng tiền bát gạo để các anh chị phải suy nghĩ và cân nhắc và xuống tiền. Bởi vì sao? Sản phẩm có sẵn, ngay lập tức tạo ra tiền luôn. Thay vì các anh chị phải chờ nó lên với bán được coin thì các anh chị tại sao không có copy trading để kiếm tiền lãi ngay trong thời kỳ ICO? Đó là cái ý tưởng mà tôi báo các anh chị là tuyệt vời, đúng không nào? Bởi vì sản phẩm đó đã có, nền tảng đầu tư đã có, hệ sinh thái đã có và toàn diện. Đó là cái điều tôi báo các anh chị rồi. Cho nên bây giờ hãy tham khảo một lần nữa. Và hãy nhớ rằng nếu có đăng ký gì, thì vui lòng đăng ký đường link của tôi bên dưới cái video này nhé. Vui lòng đăng ký dưới cái video này. Đường link mà tôi có cho các anh chị, đường link ở đây. Và cái quy trình đăng ký thì rất là đơn giản các anh chị. Cái quy trình đăng ký rất đơn giản. Thì tôi chỉ giúp các anh chị khoảng 30 giây thôi là các anh chị có thể đăng ký một cái này rồi. 30 giây thôi các anh chị. 30 giây nha. Đây, quy trình đăng ký của nó rất là ngắn gọn. Giây để các anh chị có một cái link đầu tư. Sau khi đăng ký bây giờ là miễn phí, sau đó các anh chị có thể chuyển mua nó bằng Bitcoin hoặc Ethereum tùy các anh chị. Và giá Ethereum và Bitcoin bây giờ thì đang ok, và quan trọng anh chị có thể mua và đầu tư nó. Hãy nhớ giá bây giờ là 0,2. Và cái việc hướng dẫn này, đăng ký này, và sau khi đăng ký xong thì có một tin vui là anh chị phải join vào cái group là Liên Minh Tin Phong Team để tôi có thể hỗ trợ các anh chị với 2.000 nhà đầu tư ở trên này. Join vào group này thì các anh chị lên cái blog kèo thơm ICO.com. Và ở chỗ cái mục này có thể là vào group Telegram này, anh chị hãy tích vào đây. Sau đó vào trong group, tôi sẽ hỗ trợ và chat các anh chị trên đó. Nếu các anh chị không vào group, tôi không thể hỗ trợ các anh chị được. Hãy vào group để tôi hỗ trợ các anh chị nhé. Và đây, đăng ký Catching Coin rất là đơn giản. Đây là full name, ví dụ tôi là Johnny Thông, tôi đánh rất nhanh. Username tôi ghi là Johnny Thông. Ok, email đây, bắt buộc ok. Sau đó đây các anh chị xem, cái chỗ mà món quà này, nó để có nghĩa là tri ân món quà với ông giới thiệu thông tin này. Sau đó các anh chị bấm register. Sau khi register xong rồi thì trong cái email anh chị sẽ thấy nó sẽ gửi vào email đây. Anh chị click vào confirm account thì ngay lập tức anh chị đã có tài khoản để đầu tư rồi, đúng không nào? Ok, nào bây giờ chúng ta bắt đầu đăng nhập vào bên trong xem thử cái anh chị sẽ làm gì nhé. Chúng ta login vào và hãy bật Google Authy lên. Cái này có Google Authy rồi để bảo mật cái tài khoản các anh chị. Hãy bật nó lên. Ok, và chờ đợi nó vào trong tài khoản bên trong mà tôi hướng dẫn các anh chị cách chuyển Bitcoin và Ethereum vào để mua như thế nào. Rất đơn giản. Đây là quy trình bên trong. Đây là bên trong các anh chị nha. Nó đang bán là 0.2 và bonus. Có nghĩa là mua đường link của tôi thì bonus 10%.
Tức là các anh chị mua 1.000 thì anh chị được tặng 100 là 1.100, ý là như vậy. Và đây cách các anh chị nạp vào như sau. Đó, nạp vào như sau. Ví dụ các anh chị muốn mua bây giờ muốn mua là bao nhiêu? 1.000 cái đồng này thì tương đương với 200 đô. Đó, không? Nhưng mà do là các anh chị chưa có nạp tiền vào cho nên là không mua được. Thế thì bây giờ câu trả lời là anh chị phải nạp tiền vào. Nạp tiền vào. Đây, anh chị vào chỗ wallet. Đây là cái wallet của cái ví này. Cái hệ thống bên trong quản trị rất là mượt các anh chị. Đây, anh chị. Rồi bây giờ nếu anh chị có Bitcoin hay bấm vào deposit ở đây. Anh chị có Ethereum thì bấm vào đây. Cho nên nếu anh chị nạp bằng ETH thì anh chị bấm deposit ở đây. Sau đó anh chị muốn mua là 1.000 đô. Thì nó tính ra là anh chị phải mua là 2.66 Ethereum theo 1.000 đô. Sau khi đó anh chị bấm vào đây thì nó bắt đầu hiện ra cái ví. Đây là cái ví Ethereum và anh chị copy cái này. Ok. Anh chị sẽ lên đâu? Lên cái ví, nếu Ethereum của anh chị ở trong Remetano thì hãy lên Remetano để chuyển vào. Đó, chuyển vào ETH từ Remetano. Còn nếu các anh chị có ví từ đâu ạ? Từ ví My Ether Wallet thì anh chị hãy lên ví My Ether Wallet, được không ạ? Để anh chị chuyển ETH vào. Anh chị hãy chuyển ETH vào đây. My Ether Wallet là cái này. Anh chị có ví này. Đó. Anh chị sẽ chuyển ETH từ My Ether Wallet này vào hoặc là từ Remetano đều được. Được không? Đó, anh chị chuyển lên từ đây. Và sau khi các anh chị chuyển vào đây rồi thì cái balance của các anh chị nó sẽ hiện ra là bao nhiêu? Là anh chị sẽ có là bao nhiêu đô ạ? 1.000 đô. Sau khi có 1.000 đô rồi thì các anh chị sẽ làm gì ạ? Các anh chị sẽ bắt đầu mua. Mua cái đồng này. Anh chị sẽ mua. Giống như vừa rồi tôi nói, sau khi ETH được chuyển vào thì anh chị sẽ mua đồng này rất là đơn giản. Bởi vì tất cả nó được quy thành đô la thời điểm đó. Nó quy chuyển vào và quy thành đô la ngay. Tức là giá ETH lúc đó các anh chị chuyển vào là giá 700. Ví dụ vậy, thì chuyển vào là convert lại 700 ngay đô. Bởi vì sao? Nếu để Ethereum thì biết đâu chút nữa nó giảm 300 thì sao? Các anh chị mất 400 đô à? Không có được. Và chuyển vào là chuyển thành đô là 700 ngay. Để giữ cái giá cho các bạn. Và bây giờ anh chị có đô la vào rồi đúng không? Anh chị bắt đầu mua là bao nhiêu? Ồ, 20.000. 10.000. 10.000 Kachinkoin là 2.000 đô. Vậy thì bây giờ là anh chị mua được 5.000 Kachinkoin là 1.000 đô. Bởi vì anh chị có 1.000 đô mà, mua được 5.000 Kachinkoin. Sau đó các anh chị bấm buy with USD. Xong. Chúc mừng các anh chị. Anh chị có 5.000 Kachinkoin và anh chị được tặng thêm 10% là 500 coin nữa. Thì tổng cộng anh chị là 5.500 coin. Nếu giá sau khi mua ICO nó nhân 5 thì anh chị đã có là 5.000 đô rồi. Thấy không? Anh chị đã có lời như vậy rồi. Và tôi báo các anh chị đây là cơ hội các anh chị cân nhắc trong tháng 4 này và đừng bỏ qua cơ hội này. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và mọi thông tin hỗ trợ thắc mắc ở trong Telegram. Chúc mừng các anh chị quyết định đầu tư đúng. Và một lần nữa tôi là Johnny Thông, admin kèo thơm ICO.com. Xin chào và hẹn gặp lại.